Anh đứng nơi cuối con đường chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến. Từng dòng người đi lướt ngang qua vô tình, ngọn đèn khuya nhìn anh buồn tênh. Chờ một cuộc tình hay tiễn đưa một cuộc tình, chờ một nụ cười hay xa thêm vòng tay ấy, chờ một tình yêu mong manh để quay về tình yêu xưa nơi có ba yêu thương. Nếu hôm nay anh gặp em sẽ ôm em như ngày đầu tiên, anh sẽ quên niềm đau kia và yêu em như chưa cách xa. Giờ đêm khuya anh gọi tên vẫn không nghe tiếng em trả lời, chợt nhận ra dường như chỉ anh còn nhớ. Sẽ quên niềm đau kia và yêu em như trước.